Ok và hello thì mình có lập một cái shop ác về Free Fire và Liên Quân mang tên là shopthanhyeji.com. Thì chỉ với 20k thì anh em có thể thử vận may nhá. Mình sẽ thử mua 3 lần trong cái vòng quay kim cương Free Fire 20.000 đồng. Thì đây mình sẽ mua 3 lần với giá là 60.000 và quay đầu tiên nhá. Xem được cái gì đây anh em ơi. Ui và tôi sẽ trúng 9.000 kim cương ngay lần đầu tiên anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ quay lần 2 xem được cái gì. Thì chúng ta sẽ được có 10 thôi. Lần 3 xem nào, lần 3 thì cũng chỉ có 10. Và nếu anh em là muốn đạt được 9.000 kim cương như mình thì có thể qua shop thanhyeji.com nha. Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanhyeji đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Đại chiến nhẫn giả Naruto nha. Và mình đang chơi ở server 25 Obito. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ vào thế nào, let's go. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần tu hành. Ơ cái gì đấy, ấn vào đây để có thể ninja. Sao phụ bản thí luyện Anbu có thể nhận được các cái loại Icha Paradise tăng cấp anh hùng à? Phụ bản hang ổ cường đạo có thể nhận được các loại vật liệu bán cho shop nhận được lượng lớn vàng. Thí luyện Anbu này, độ khó 1 này. Ok, đây là cái team hiện tại của mình anh em ạ. Team này đang khá là khỏe với Kisume, với Tetsunade, Gaara các kiểu luôn. Ok, chiêu thức của bạn này là gì nhỉ? Sức mạnh gì đó. Đây là trồi cá mập này anh em. Trạng thái tiên nhân. Ui cái gì đấy, nhiều ấy, nhiều đồ thế, nhiều thứ đấy. Đồ khó 2 mình chưa mở rồi anh em ơi. Mỗi ngày sẽ đánh được 2 lần thì phải, khá ngon đấy chứ đúng không? Mình quên chiêu rồi. Quên cái chiêu của mấy bọn này rồi. Nhớ mỗi Chidori của Sasuke thôi. Mấy chiêu kia thì không nhớ tên cho lắm. Trạng thái tiên nhân. Rồi, cái hiền nhân hay cả tiên nhân gì đấy nhở? Trồi cá mập. Đấy. Cái này là chém lở đất này cái gì ta? Quên mất tiêu trên tiên chiêu rồi. Nghĩa là sẽ... Mình còn hết lượt đây. Hang ổ cường đạo. Mình không thể đánh được nữa rồi anh em ạ. Chỉ được chọn một thí luyện Anbu. Số lượng hôm nay đã dùng hết. Tăng cấp VIP để tăng cái số lượng để tiếp tục anh em nhá. Mình sẽ ninja mới bên này là ủi Madara lục đạo. Làm sao tôi có được Madara lục đạo đây? Tôi nhận thêm 500 game. Quà lớp in 7 ngày quá ngon luôn. Nhận luôn mạnh của Sakura. Nhận thêm 100 game nữa. Ui khá ngon anh em ạ. Game này tặng rất là nhiều nhá. Mảnh của Tetsunade. Rất là nhiều mảnh của Tetsunade luôn. Đang có trong này luôn này. Ok, chúng ta sẽ lấy vào trong cái event xem có gì không. Tiêu phí nhận kim cương. Wow. Đây là Sakura trạng thái tiên nhân này hay hiền nhân gì đấy. Lễ hội nhận thêm 500 game nữa này. Tăng sao cho tướng này. Kim cương rút 10 lần. Úi xổi ôi, chiêu mộ tướng. Tôi nhận được đầy game nhé. Toàn được game thôi. Ngon thế này thì làm sao mà phải đổi game khác. Game này quá ngon anh em, chơi quá hay luôn. Nó có nhiều thứ để nhận đấy, hay hơn Hải Lạc Đại Chiến nhiều. Nhiều thứ nhận hơn nhiều. Toàn quét thường này. Ok, chúng ta đã nhận xong hết tất cả các thứ mà chúng ta có thể có trong này. Bây giờ mình đang có khoảng 2k4 để mình sẽ được triệu hồi thêm nhá. 2520 mua 10 cái. 2520 mình thiếu một tí anh em ạ. Thiếu một tí là sẽ lấy được bạn bè này, kết bạn này. Hiện tại mình đang có nhiều người kết bạn với mình lắm. Đấy chưa, cả một đống người kết bạn với mình này, không hề thiếu, không hề ít. Ninja chúng ta sẽ nâng cấp cái gì đây? Nâng cấp cho Sasuke. Có, mình có Rockly anh em ạ. Rockly không sao. Sao thì mình không muốn đánh con đấy, tại vì nó là Rockly và nó cũng không có cho có Gaara. Nhiệm vụ này tôi sẽ xem nhận được game nhá. Mình có 10 game ạ. Hàng ngày nhận thưởng này. Từ từ á. Nhiệm vụ cấp S đã mở rồi, ok, chúng ta tính sau. Chưa xong không thể nhận được anh em ạ. Mấy cái này chưa xong. Làm thế nào tôi nhận được thêm mấy trăm game ở đây? Ok, tôi đang cần phải shop thư này. 500 game nữa. Ôi ngon ghê. Thế đủ đấy anh em ạ. Chiều tốt rồi. Đây mua 10 này.
xem có ai đây. Toby à? Ô, vãi trưởng luôn, tôi có Toby luôn kìa. Ngon không? Thằng này của Akatsuki đây. Vãi lồng đèn luôn, tôi có Toby rồi. Tôi sẽ cho bạn ninja đi anh em. Đâu nhở? Vào trong đội hình ở đâu đã? Nhiệm vụ này chưa mộ ninja hàng ngày, nhận thưởng cái này đi. Rồi, chúng ta sẽ đi đánh cho con Toby anh em ạ. Hoàn toàn có thể nâng cấp Toby lên lên sao được. Túi này có cái quấn quấn gì nhỉ? 60 thể lực. Quấn này sẽ tăng XP anh em ơi. Toby đâu? Toby bao sao đấy anh em. Rồi tạm thời cho nó lên cấp 10 đi. Xong nó sẽ cày sau mà là được mà anh em. Xong rồi mình sẽ vào phần ninja này. Xong rồi tìm thấy thằng Toby này. Đấy. Đơn giản như đan rổ mà anh em. Thể thuật sơ cấp. Tăng nhanh đến level 10 luôn. Tăng kia là lâu lắm. Tất cả sẽ Sharingan. Ô, thằng này có Sharingan này. Thằng này chính là ấy mà. Ô, xong đâu được. Thăng cấp. Toàn phong quyền. Lôi cầu. Ồ, Toby khỏe đấy. Toàn phong quyền. Ô, mình sẽ tăng cái Sharingan lên nha anh em. Tăng luôn cái này lên. Đấy. Cái này chưa lên này. Mới level 10 luôn. Sharingan đẹp hơn rồi đấy. Nhìn xịn xò hơn rất là nhiều. Tăng bậc thì chưa tăng được. Chúng ta có một cái chiêu là phân thân Kamui. Ok, đây là phân thân Kamui. Nó tên là phân thân Kamui anh em ạ. Nó hoàn toàn có thể level 10 được. Đấy. Rồi, phân thân Kamui. Yamato, tôi còn bỏ Yamato đi mà. Ok, Tetsunade là quái lực. Tetsunade là quái lực. Của ông này là chế độ hiền nhân chứ không phải tiên nhân nha. Hiền nhân nha. Hiền nhân chứ là phân thân Kamui. Tetsunade, Gara là lưu sa, bộc lưu gì đấy. Gara là, đây, thằng này là triệu hồi đạn cá mập. Samehada, rồi team mình đi đánh nhau dễ dàng quá, thật sự luôn. Chúng ta sẽ bỏ một thằng ra, bỏ một con 2 sao ra. Nếu bỏ 2 sao chắc là sẽ bỏ Gara ra để cho Toby vào. Đội hình chiến lược sẽ tăng cường lên 3 sao mà, 3 sao nó sẽ khác nhiều so với 2 sao chứ, đúng không? Là kia phía kia đường hàng sau anh em ạ. Đáng chính luôn. Khỏe ghê. Sakura. À đã khỏe nhầm. Tetsunade chứ. Quái lực. Quái lực. Chidori. Đây là phân thân. Đấy, phân thân Kamui. Thế độ thiền nhân. Đại cá mập. Tôi chơi nhiều nó sẽ khắc quen các chi tiết của bọn này thôi anh em, nó không có gì là khó khăn cả. Nhá, đội hình mình sắp full 3 sao rồi, đứng thằng nữa không bỏ cả Naruto quá anh em. Quái lực này nhờn đấm một phát và Toby ở ngon. Ôi bài chết luôn rồi anh em ạ. Cái bọn này rất khỏe nhá. Mình chết mất Tetsunade rồi, càng ngày nó càng trâu luôn. Chidori máu bọn con 2 sao chết ngay lúc đầu tiên ạ. Sợ thật đấy. Tinh anh nó còn chưa vượt cơ. Càng ngày nó càng khỏe lên anh em ơi. Tetsunade rất là yếu. Ui chết luôn Tetsunade rồi. Tetsunade có level 9. Khác biệt anh em ạ. Đến sự khác biệt ở level của hiện nhân này. Thằng Kisame đang bị nguy hiểm. Kisame đang bị rất nguy hiểm. Chidori choáng ồn à. Nó nhẹ hiện lên trước mặt cả đỉnh. Ô chết hai con rồi. Chidori Tina sẽ yếu hơn khá nhiều. Nó đã yếu nhở. Nhưng chỉ có một sao thôi. Từ từ nhá. Thế thì tôi sẽ phải chơi cái tinh anh đi. Tinh anh này. Tinh anh ấy có 2 sao này. Thế quái nào cảm giác nó yếu nhở. Tetsunade cảm giác yếu quá. Nên tôi cần có hơn một con 3 sao nữa để thay cho Tetsunade. Đào ra thêm một con 3 sao bây giờ. Hiện tại đang khá là ổn. Đây, chắc chắn 3 sao luôn. Tinh anh mà, tinh anh nó sẽ khó hơn khá nhiều đấy. Rồi, chỗ này chưa đánh đây. Ten, đi là độ của Ten. Chỗ này cố gắng kiếm đủ 2500 gem để mở kia thôi. Để mở những cái con xịn xò hơn thôi.
Rồi, trợ hiền nhân. Quái lực. Cái này cũng không thể làm khó được bà Tetsunade anh em ạ. Dù có vẻ như là cũng đang hơi mệt. Đánh không được mạnh mẽ như trước anh em ạ. Nhưng mà mình thấy mình vẫn đánh được, vẫn ổn. Toby hay nhở. Toby nhiều hay thật sự luôn. Rồi, chúng ta đánh xem bên này thì đội hiền nhân bật lên phát. Toby lên level 11 được kìa. Này không tốn cần không tốn quá nhiều về ấy nhỉ. Cái thức ăn tăng cái IP để dành cho những con 3 sao khỏe hơn, ngon hơn chẳng hạn. Nhiệm vụ này, nhớ chúng ta phải nhớ là có cái quả nhiệm vụ hàng ngày ấy anh em ạ. Chỉ nhớ làm ấy. Đây tôi sẽ nhận được hòm này. Yo, hòm có game không? Có vàng, bánh bao, chakra sơ. Chúng ta tăng cấp nhân vật anh em ơi. Chúng ta sẽ nhờ có thể mở GUI, có thể gia nhập GUI cùng với người khác trải nghiệm game. À, cái này mình sẽ tạo lập bang hội nhé. Hay mình lập bang hội luôn nhờ. Mình sẽ tạo bang hội đi. Tốn 500 game để tạo bang hội. Ok, mình đặt tên cái này là Giải Ngân Hà EZ nha anh em ơi. Làng gì nhỉ? Làng EZ anh em ạ. Được không anh em ơi? Giải Ngân Hà đi, là tên là Giải Ngân Hà EZ thì nó nghe hay hơn. Tập hợp toàn tất cả những siêu sao. Thôi mình để này đi, để này nó sẽ đẹp hơn anh em. Hay để tất cả là viết hoa ta. Thôi không được, thôi mình sẽ để bình thường đi. Viết hoa chữ đầu thôi, thì nhìn nó dễ hơn. Anh em có thể vào nhá. Rồi, xong. Rồi, thế thì mình đặt tên là làng EZ anh em ạ, được không? Làng EZ, đấy, làng EZ, đấy, nghe có vẻ là hợp lý á. Rồi nhá, anh em có thể vào nhá, vào bang hội làng EZ của chúng ta nhé. GUI đã mở, wow man, hay đấy, rồi. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye. Mình có lấy VIP 3 kìa. Bá đạo thế.